chúng ta đang nghe đĩa CD từ đầu Pioneer, một cái dòng đời rất là cao và có kết nối Bluetooth luôn các bạn nhé, có Bluetooth. Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo. Đây các bạn, đây là một đĩa CD của chúng ta. Nó là dạng đứng lên, đứng mặt đứng như vậy nên nó rất là gọn gàng và đọc được đĩa chép luôn các bạn nha. Đấy, mình vào để test cho các bạn nhanh cái tính năng này. Và chúng ta sẽ sử dụng tính năng chính đó là Bluetooth các bạn nha. Tính năng mà những cái dòng đốc gọn rất là được ưa chuộng. Thứ nhất là chúng ta đặt nó trên bàn làm việc, ở trên kệ và ngay cả trên bàn TV ở trong phòng ngủ của chúng ta, rất là gọn gàng. Kết nối cổng 3.5 với các thiết bị ngoại vi như là TV, laptop, PC hay là và còn cổng Bluetooth thì chúng ta kết nối qua điện thoại từ xa, rất là tiện để chúng ta có thể chơi nhạc, ngay cả xem phim ở trong cái phòng diện tích vừa phải. Đây các bạn, chúng ta bật qua Bluetooth và thấy chế độ pairing. Pairing và chúng ta chỉ cần kết nối với lại điện thoại thì ngay lần đầu tiên thôi, còn những cái lần sau thì nó sẽ tự nhớ. Đó, và chúng ta sẽ chọn hết pin ha. Đây các bạn, tên của thiết bị nó hiện ra nè các bạn nhé. Đây các bạn có thấy không? À sorry, cái đèn sáng quá. Đây các bạn, đó. Lúc đầu nhìn con này từ xa thì cứ nghĩ nó là Panasonic các bạn nhé, nhưng nó là đây, kết nối cho lần đầu tiên, chọn OK, ghép đôi SMC00 và kết nối với lại đó, điện thoại của mình Galaxy S8. Rồi chúng ta thoải mái chơi nhạc, ngay cả nhạc lossless luôn các bạn nha, nhạc trữ tình, nhạc hòa tấu hay là ngay cả nhạc trẻ luôn, thể hiện rất là tốt. Vậy con này có bass rất là ấm và chép thì rất là sáng. Chúng ta sử dụng âm lượng của điện thoại nha, chỉnh từ xa. Mình đang chơi nhạc lossless qua kết nối Bluetooth các bạn nha. Thừa chuyện tình hai chúng ta xưa thật là xưa, nhớ mấy trong. Thôi mình tạm ngưng kết nối Bluetooth. Và các bạn, đây là cổng 3.5 thông dụng, thì các bạn có thể gắn ở phía trước này các bạn nha, audio in nè, và kế bên là cổng tai phone đó, 3.5 thì gắn điện thoại, máy tính hoặc là TV. Còn đây là cổng USB để các bạn có thể chơi nhạc qua thiết bị USB tầm 32 hoặc 16GB, 16-32. Đó, nhạc MP3. Chúng ta chuyển qua cổng USB. Đó. Nhạc USB thì được con cái là các bạn cứ gắn vào và có rất là nhiều bài hát ở trong đó cho nó chạy tự do, chạy thoải mái mà không bị vướng quảng cáo và cũng không cần phải tinh chỉnh nhiều. Đó, cái màn hình nó còn rất là rõ các bạn nha. Khá là dài, màn hình nó dài lắm. Trên đây là những cái phím cơ bản và rất là dễ sử dụng, tắt nguồn, mở nguồn, chuyển cổng Bluetooth, play CD, qua bài, lùi bài vân vân, âm lượng và đây nút ra CD. Được trang bị cái lưới bằng sắt
Con này hai đường tiếng, một bass và một trap cho mỗi bên. Đó, một bass và một trap. Cái trap thì nó nằm ở dưới, còn bass nó để ở trên. Với chiều ngang hồi nãy mình đo là tầm khoảng 42.5cm, chiều cao là 22.5cm, chiều sâu đó, nguyên một cái phần bầu lớn nhất này tới đây là 11cm các bạn nha. Có cái chân đế đây, chân đế làm bằng với cái phần khung ở trên, cũng rất là chắc chắn các bạn nha. Chúng ta cũng có thể treo lên nữa các bạn. Đây, nó làm hai cái móc hai bên để chúng ta treo lên. Rất là gọn nha. Cái này là cái gốc, cái móc của hãng luôn nên nó cũng rất là chắc chắn và nó rất là khớp. Ôi, sorry, mình đụng vô cái nút ra đĩa. Chúng ta đang chơi nhạc qua USB. Bên em ta cũng mong chờ. Đó, hai cái móc nè. Chúng ta chèn nó lên. Các bạn hình dung chúng ta biết tình yêu. Sorry, để mình stop cái để mình cầm nó lên. Đó, chúng ta bắt nó ở trên tường như vậy các bạn nha. Nếu các bạn muốn tiết kiệm diện tích hoặc là muốn treo nó lên để chúng ta để ngang cái tầm tay. Ngang cái tay của chúng ta, tai nghe. Đó. Thiết kế cũng rất là tiện dụng. Và mình nhắc lại là kích thước là bề ngang là 42.5, chiều cao là 22.5 và chiều sâu là 11. Làm thiết kế kiểu dáng khá là hiện đại và gọn gàng. Tuy nhiên cái phần công suất rất là tốt. Piano nó vẫn giữ được cái chất âm chép rất là sáng của nó. Nhưng mà những cái dòng này, những cái dòng mà hiện đại rồi nên bass cũng nghe cũng rất là tốt. So với những cái dòng nhỏ gọn như vậy, bass như vậy là rất là tốt rồi các bạn nha. Chúng ta có thể nghe nhạc trẻ qua laptop nữa. Tại vì những cái thời điểm này nhạc trẻ nhạc pop nhiều chứ bên Nhật nó đâu có nghe nhạc trữ tình như chúng ta các bạn. À, và có cổng iPod nữa nè. Chân 30 pin. Cái dòng chữ này nó khá là lớn, các bạn có thể quan sát rất là rõ ràng từ xa. Audio in đó. Và cái màn hình còn rất là sáng. Nếu các bạn làm cho mệt đâu, cứ mặc định anh là thằng tệ bạc. Thừa biết hạnh phúc của em là kim cương nhưng lại không thể trở thành người chế tác. Một phần anh muốn tập trung cho sự nghiệp nên tình cảm này anh buộc phải khừng khừng. Mặt khác anh sợ cảm giác phải yếu xa, mình không tới đâu cũng khó lòng thường đi. Trong mắt anh thật sự em rất tuyệt, dù rằng hai đứa không hợp cho làm mấy. Em rất tốt nhưng mà anh rất tiếc của anh và anh phải chia tay. Tình cảnh đã không còn như xưa. Không có quyền được chọn lựa. Xin lỗi những gì đã hứa. Về đi gan còn đóng cửa. Đến một bài nhạc trẻ trước khi kết thúc cái con Pioneer SMC00, một cái model tên rất là đặc biệt các bạn hả. Đây thường sẽ nằm ở bên dưới này. Đây chuẩn kết nối Bluetooth 2.4 Pioneer. Con này cục nguồn này là 14V. Đấy, SMC00BT, đọc tên là 00. Ok, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Hãy nhanh tay tậu cho mình một con dock Bluetooth. Những cái dòng Bluetooth rất là ít về các bạn nha. Giá xuất xưởng của nó cao hơn một dàn mini các bạn. Đa phần những cái dòng này đều cao hơn dàn mini. Nó tích hợp những cái công nghệ mới cũng như là nó thu gọn lại tối đa, nhưng mà vẫn giữ được chất âm công suất rất là tốt. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi.